Và tiếp theo chúng tôi xin được chuyển sang các thông tin trong nước khác. Trong ngày hôm qua và rạng sáng nay, khoa bệnh nhiệt của Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi đã tiếp nhận hàng chục bệnh nhân nhập viện bị ngộ độc thực phẩm. Điều đáng chú ý là các trường hợp này đều bị ngộ độc do ăn bánh mì bán ngoài lề đường. Các nạn nhân cho biết họ đều mua bánh mì ở một quán bán ở giao lộ Quang Trung và Nguyễn Tự Tân, thành phố Quảng Ngãi. Sau khi mua về ăn, họ đều có biểu hiện đau bụng, nôn ói và sốt cao. Trong chiều qua đã có 8 người phải nhập viện. Đến sáng nay, liên tục nhiều người nữa cũng bị các triệu chứng như trên được đưa vào cấp cứu. Hiện có tổng số 28 người đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi. Các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi cho biết các bệnh nhân đều bị ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì. Hiện sức khỏe các nạn nhân đang dần tạm ổn và hồi phục trở lại.